Pisa là thành phố thuộc vùng Tuscany, miền trung nước Ý, nằm ở hữu ngạn cửa sông River Arno đổ ra biển Liguria. Pisa là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Pisa, thành phố tọa lạc hai bên bờ sông Arno ngay trước khi nó đổ ra biển Liguria. Thành phố Pisa nước Ý là một trong những thành phố đông khách du lịch nhất, không chỉ nổi tiếng với thác nghiêng Pisa mà còn nhiều điểm hơn thế nữa. Hãy một lần leo lên thác nghiêng Pisa nổi tiếng. Ai cũng biết rằng thành phố Pisa nước Ý có một tòa tháp nghiêng nổi tiếng như một biểu tượng du lịch của nước này. Ngọn tháp ngoạn mục này nằm ở quảng trường trung tâm thành phố, quảng trường Mầu Nhiệm, một trong những quảng trường đẹp nhất nước Ý. Tháp nghiêng Pisa là một trong những biểu tượng du lịch của thành phố Tuscany của nước Ý, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Với chiều cao 56,70m và nghiêng 5,5 độ, tháp nghiêng Pisa đã trở thành biểu tượng cho sự vững chắc đến diệu kỳ tại thành phố Pisa của nước Ý xinh đẹp. Chính độ nghiêng độc đáo và những mốc lịch sử quan trọng của Pisa hàng năm thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan. Đây là lối vào của quảng trường Mầu Nhiệm. Trên lối vào này, như thường lệ, rất nhiều các hàng quán của người dân địa phương bày bán các sản vật, các tặng phẩm lưu niệm. Đây là cổng vào quảng trường kỳ diệu. Công trình tháp nghiêng Pisa nằm trên quảng trường mang tên kỳ diệu ở phía bắc thành phố Pisa, Italy. Đây là một công trình trong cụm công trình kiến trúc tôn giáo bao gồm nhà thờ lớn xây dựng từ năm 1063 đến thế kỷ thứ 13 mới xong, lễ đường rửa tội xây dựng từ năm 1063 đến thế kỷ thứ 14 hoàn thành, tháp chuông chính là tháp nghiêng Pisa và khu nghĩa trang xây dựng năm 1174. Công trình kỳ vĩ tháp nghiêng Pisa này được khởi công xây dựng năm 1113 với thiết kế nguyên thủy thẳng đứng với 8 tầng tháp. Khi mới xây dựng, tháp vẫn có cấu trúc hình thẳng đứng. Trong quảng trường Mầu Nhiệm còn có công trình nhà thờ Duomo nổi tiếng. Hầu hết mọi người đều đến đây để ngắm nhìn tòa tháp nghiêng vĩ đại, nhưng quảng trường Pisa del Miracoli cũng là nơi có một trong những nhà thờ đẹp nhất ở Ý, nhà thờ Duomo of Santa Maria del Assunta. Nhà thờ này là một ví dụ tuyệt vời về kiến trúc Roman Pisan Gothic và được làm hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng. Sự tương phản của màu sắc giữa mặt tiền màu trắng của nhà thờ Duomo và cỏ xanh xung quanh sẽ làm nổi bật kiến trúc tuyệt đẹp của nơi đây.
Tháp nghiêng Pisa là công trình kỳ vĩ, được khởi công xây dựng từ năm 1173 với thiết kế nguyên thủy bằng thẳng đứng với 8 tầng tháp. Khi mới xây dựng, tháp vẫn có cấu trúc hình thẳng đứng. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng không lâu, năm 1178, do lớp đất yếu nên tháp bắt đầu bị sụt lún, dẫn đến quả cả tòa tháp thẳng đứng nghiêng dần. Mặc dù tòa tháp bị nghiêng, tuy nhiên công trình này vẫn được tiếp tục xây dựng và được gia cố bằng những biện pháp địa kỹ thuật. Đến năm 1372, tháp nghiêng Pisa được xây dựng hoàn chỉnh và độ nghiêng tại thời điểm đó là 3,9 độ, thân tháp nghiêng hướng đông nam. Sau khi chụp một trong những bức ảnh du lịch đặc biệt mà bạn thấy nhiều người vẫn thường làm ở đây thì hãy leo lên đỉnh tháp chuông. Cầu thang được làm từ gần 300 cầu thang bằng đá cẩm thạch, nhưng tầm nhìn rất đáng để thử. Từ đỉnh tháp có thể chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục của thành phố, sông Arno, những núi xung quanh, ở phía xa có thể nhìn thấy biển vào những ngày nắng. Hầu hết khách du lịch không biết rằng thành phố Pisa nước Ý là một trong những thị trấn đại học quan trọng nhất ở đất nước này. Đại học Pisa được thành lập năm 1343, là một trong những trường lâu đời nhất và có ảnh hưởng nhất ở tất cả các nước châu Âu. Một trong những địa điểm yêu thích của sinh viên là quảng trường trung tâm thành phố Pisa del Miracoli, cũng là nơi có một trong những trường đại học lớn nhất thế giới. Scuola Normale Superiore được thành lập bởi Napoleon. Ăn kem gelato, một trong những trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến thành phố Pisa. Thành phố Pisa nước Ý có rất nhiều cửa hàng kem ngon, nhưng món ngon nhất là La Bottega del Gelato, một loại gelatin nhỏ nằm ở quảng trường Pisa Garibaldi gần sông Arno. Không có gì thú vị hơn là đặt mua một loại gelato thủ công được làm từ các nguyên liệu tươi và theo mùa, và sau đó đi dạo dọc theo những con đường nhỏ hẹp của thị trấn để ăn kem và chiêm ngưỡng các tòa nhà. Cách xa quảng trường Mầu Nhiệm không xa, độ khoảng 1 km, có một quảng trường cũng nổi tiếng không kém ở thành phố Pisa, đó là quảng trường Hiệp Sĩ. Quảng trường Hiệp Sĩ cũng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại Pisa. Quảng trường này được xây dựng theo phong cách kiến trúc đặc trưng của thời kỳ phục hưng. Đến đây bạn sẽ cảm thấy vô cùng choáng ngợp và ấn tượng trước khung cảnh rộng lớn và tráng lệ của quảng trường này. Tại đây bạn không những được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo mà còn được hòa mình với cuộc sống thường ngày của những người dân.